lắp đặt và sử dụng hai dàn cày 5 chảo cho máy L1315 trên cánh đồng xã Định Tiến của Yên Định, Thanh Hóa. Nghe ở trên này các bác ấy có vẻ là hơi khó tính các bạn. Nhìn tôi trời đã tắt nhá nhem tối rồi, biết bao giờ về đến Thái Bình ấy. Cái đường cày cuối cùng đi chậm thôi. Một cái đường cày cuối cùng thì đi chậm thôi. Một cái đường cày cuối cùng anh đi chậm thôi. Ờ, không nó hót xa. Hơi hơi thôi đúng không? Chứ không, căn bản là nó cũng nông quá. Anh nâng lên tí xem nào. Loại rồi, cay lại. Mẹ kiếp. Các bác ở đây, các bác đi nhanh, đất nó đổ thôi rồi. Như em làm thích đẩy dài cái đơ giữa ra một vài ren nữa cho cái chảo cuối nó ghim sâu thêm một tí nữa. Cái chảo đầu thì mình chỉnh cái bên lệch đấy thì chỉnh nó đơn giản mà. Sợ cảm giác cái bánh lái nó, ông bảo là nó vẫn hơi vả, nhưng mà nhìn máy thì máy nó đi thẳng thế này mình mà bảo là vẫn hơi vả anh ạ. Chứ độ nông sâu ở đây thì không phải nghĩ rồi. Vâng. Mỏng có 7 phân, 7-8 phân thôi. Ở đây người ta cày đất mỏng lắm. Trông này nhưng mà cày từ trước cái giờ chưa đi chỉnh cày mà cày nó lại mỏng đất thế này đâu. Không biết là do nó cày nó mỏng đất thế này hay sao mà cái bánh lái em chỉnh nó vẫn cứ cảm giác như là nó chưa thẳng lắm. Đây đang cày đường bờ đây. Sạch nhẵn luôn. Đây là đường bờ đấy các bác. Đây là bác chủ máy của con máy thứ hai. Con vẫn đang nằm trên bờ, đang chờ tới lượt. Bác Thoảng ở Sóc Sơn, Hà Nội lại mang tiền về đi. Ngày nào chả mang tiền về đi. Mang đồ đi chỉ phải có cái gì mang về chứ. Con 5 chảo như lắp vào cái dòng máy này là quá vừa rồi. Cái đường cày vừa. Đúng rồi. Em đi lắp dòng 5018 hay là 4018 em cũng chỉ lắp 5 chảo thôi. 6 chảo thì vẫn. Vừa rồi.
rơm rạ nó không thoát ra được ấy. Con kia như nào, mai ở lại rồi mai mai thử à? Con này nếu mà như con này thì chỉ nếu mà anh nhìn thì anh nếu mà anh thích test thì em cũng ok, chứ còn nếu mà như ấy thì test một con thôi. Cày này nó chỉ có thế. À, bằng con máy của anh Thoảng, anh Thoảng 315, hình như máy của bác là máy 32. Đấy nó hơi muộn. Giờ ngoài đấy nó bận quá anh ạ. Nói chung là rất ok rồi đấy anh em ạ. Thôi, em là em xin kết thúc video tại đây nhá. Anh Hải có đăng lên YouTube thì đăng lên. Chứ tối lắm rồi đấy, ở đây tối lắm rồi, đồi núi nó tối.